paper. Đợt này Bitcoin xuống ấy, thì chúng ta vẫn nhìn thấy đội dev nó làm việc thôi, và vấn đề chúng ta vẫn bắt một cái chain metaverse cũng như là game phi, đó là game NFT đấy. Một số cái thì game play đối với các cái nền tảng mà nó làm, thì đợt này ấy, tôi sẽ giới thiệu Glory Hero, và mình sẽ KOL cho Glory Hero Việt Nam, đúng không? Toàn bộ tất cả những cái thông tin đấy để chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Thì Glory Hero ấy sẽ bắt đầu ra mắt, thì chúng ta tìm hiểu dần đi, vẫn đấu với MetaMask, sau đó là xử lý được toàn bộ tất cả vấn đề KOL cũng như là các cái yếu tố để chúng ta làm. Thì đầu tiên chúng ta vào trong cái Glory Hero Việt Nam, là chúng ta vào nhóm thôi, đúng không? Chúng ta vào nhóm mới có thông tin như vậy thôi, đúng không? Tất cả mọi cái vẫn là thông tin đó. Thì chúng ta vào trong Facebook của tôi, đúng không? Thì chúng ta có cái Glow Hero Việt Nam, thì chúng ta tìm hiểu trước. Đấy, sau đó tôi sẽ đẩy thêm thông tin cho anh em. Sau đó là trong lúc này chúng ta chuẩn bị nguồn lực, vật lực cũng như là toàn bộ tất cả những cái thông tin để chúng ta có thể làm cái Glow Hero này để bắt đầu khởi động.